Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em ba chiếc đầu CD và MD và giày mã của Marang. Hai con màu đen ở dưới là hai con PMD 380. Con màu vàng là con CM 6002. Ba con này thiết kế chung, mạch miếc như nhau. Đấy, em nói luôn như vậy. Ổ CD, ổ MD đều giống nhau hết, kể cả mạch miếc. Chỉ khác mỗi tên PMD 380 thôi. Đấy, em sẽ quay góc cạnh cho các bác xem. Bác nào cần ảnh ruột gan chi tiết thì em sẽ gửi cho các bác qua tin nhắn Zalo, tin nhắn Facebook. Đây, em quay cho các bác. Con vàng này bị vết tí chỗ này thôi, không sao cả. Còn hai con đen thì đẹp xuất sắc rồi. Đấy. Hai con màu đen thì mặt màu đen, chữ màu vàng. Còn con màu vàng thì mặt màu vàng, chữ màu đen. Trái ngược hoàn toàn. Ba con đều có chế độ chạy MDNP, chế độ thu nén. Và máy về là kèm có khiển xịn nhé. Đây. Em sẽ quay ruột gan lòng phèo cho các bác xem. Đấy. Bo mạch chính của nó đây. Còn ổ MD cũng có bo mạch, và ổ CD có mạch, và ổ MD cũng có bo mạch luôn. Nên là phần nguồn này. Ruột gan sáng loáng luôn. Máy rất đẹp. Toàn hàng tuyển chọn đi máy bay từ bên Nhật về. 100V 50 60Hz 14W. Máy made in Japan. Hai con dưới cũng như vậy, cùng thông số luôn. Khác nhau mỗi cái tên 380 và CM 6002. Còn các cổng ra vào nó cũng vậy, y xì như nhau. Hai đường Avera cùng một lúc, xuất âm cho hai âm ni, một đường quang vào, một đường quang ra. Hai con đen ở dưới cũng vậy, quang vào quang ra, hai đường Avera, một đường AV vào để các bác kết nối với điện thoại. Còn cái đường 3.5 điện thoại là nó không giải mã nhé. Đấy, em nói luôn như vậy. Nó chỉ là thông mạch thôi. Để các bác có ghi những bản nhạc từ điện thoại vào cái đĩa MD này. Ok. Đấy, ruột gan nó đây. Và con này nó có cái hay nữa là trên điều khiển. Đây. Có volume này, phone never này. Chỉnh được volume tất cả ba chức năng: chạy đĩa CD, chạy đĩa MD và giải mã. Bây giờ sẽ bật nguồn lên. Còn dưới cùng em sẽ đọc đĩa CD này. Còn thứ hai em cho đọc đĩa MD. Ấn xong MD. Và em sẽ test cái video chức năng về CD, về MD là con màu vàng ở trên cùng. Còn ba con này đều chạy như nhau. CD không kén không vấp, MD cũng vậy, thu phát tốt. Mắt CD và mắt MD đều là mắt nành. Này, play này. Này. Ấn giải mã cái xong. Thì tất cả các thiết bị của Marang CD này, khi các bác mở sang cửa CD thì khi các bác ấn rec này, nó sẽ về analog. Bác cầm điều khiển ấn input cho em ở trên khiển. Ok. Đấy, chỉnh to nhỏ nhá, chỉnh được về mức âm lượng về không luôn. Đây đang chạy CD cũng về này, MD cũng về và giải mã cũng về. Ba đường đều chỉnh được hết. Đấy.
Em cho một cái đĩa MD vào để em ghi vào đĩa xong phát lại cho các bác xem. Cơ đã vào êm ái nhé, không lộc cộc này, chạy luôn này. Bây giờ ấn nút rec để ghi này. Vào lại. Bây giờ mới chạy lại cái bài 3 49 giây này. Đây đợi nó lưu vào đĩa đó. Đấy. Vào đây. 3 bài. OMD là giải mã không cần đĩa mồi, thu phát ok. Này, giải mã này. Bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thắm thiết trong tôi trở về đây với. Sau tuổi 30, phong độ nam giới có thể suy giảm. Volume đấy, chỉnh về không luôn này. Được rồi, cái bên phần ổ CD à, ổ MD em test ok rồi nhá. Bây giờ em sẽ test bên ổ CD. Rồi các bác ấn sang nút CD cho nó sáng đèn này. Đấy, đĩa đầu tiên test là đĩa lòng trắng, đĩa của Hà Vân. Đĩa xịn, 150.000 một chiếc cái đĩa này. Đấy. Chưa đến 5 giây đã nhận đĩa rồi. Vào đây luôn. Bài 9 cuối cùng luôn. Bằng non chỉ đôi bằng nhung lụa sao
lại thương anh, kêu anh in trang giấy mộng xanh mơn gói gà lạnh ngày xưa. Em đem ra đốt tay cho đĩa lòng trắng test ok này. Bây giờ em test cái đĩa phono đẻo 30.000 một chiếc này. Lệ Quyên. Đấy, lòng 7 màu. Trên thị trường có hai loại đĩa như vậy thôi. Đấy. Mặt nhận rất nhanh. CD cũng cho nhỏ được. Về không luôn. Giờ đã nhạt phai, có
cả các chức năng nhé, em đã test ok nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ đến em 0966723489, xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Xin kính chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video sau.